Hello guys, welcome to my channel. Let's play okay, let's go. Kinh đại nam quyền Maha Buddha Buddha Đức Phật tử dự số năm chư tỳ khưu ở ngoài trần và cổ nhân tất cả chư tỳ khưu đều chú tâm thành thiền cảnh tịch mịch mang đơn bị sao động bởi đại thượng lão tiền căn với sự cho phép của Đức Phật người cấp tiến của Đức Phật người ngũ hành cấp thụ tham ái phát triển như thế nào liên quan đến mọi cảnh và tham ái được như thế nào Đức Phật giải thích mọi điểm được bị tỳ khưu này đưa ra dành cho lợi ích cho hội chúng tỳ khưu kinh điển nam quyền tu la như cho ma si ta và kinh này được viết về làm sao khi bị được những người tốt và người xấu với những câu hỏi như tiếp về tính chất của người tốt và người xấu Anubhava Vajra kinh bất đệ Anubhava Vajra bài kinh này được viết tại Samadhi Đức Phật đưa ra đề dẫn chú ý về đức hạnh của một trong hai vị đại lễ cầu của Đức Phật dẫn tại nước Sariputta ca ngợi trí tuệ bao quát của ngài rộng như đại nghĩa mô tả cách nào không giống với một vị tự tình cùng còn đại lục gọi được a la hán tại đất Sariputta đi xuyên suốt các pháp thành để phát triển giới định và tuệ trong các nước tiền đệ từng bước một giải thoát từ sự sanh và diệt bài kinh cặn kẽ hơn, nó liên quan đến những pháp hành và pháp hành hành động và hành động của một người tu do thân tâm đến bất cứ hành động của pháp hành hay đối tượng nào dẫn đến sự tiến bộ và phát triển tinh thần của người đó do việc dẫn đến và sử dụng bất cứ cái gì làm chi nào đến sự tiến bộ tinh thần của người đó trên thế giới ba tu bài kinh này giải thích có thể có hiện ước của một
Baga, Vinh Diệu Thông, Pula Sinatatika, một thời Đức Phật bảo Ananda rằng Ngài thường an trú trong sự giải thoát của Thánh Tông, Sunata Vihara. Khi được Ananda thỉnh cầu, Ngài giải thích sự giải thoát Thánh Tông nghĩa là giải thoát nhờ minh triết phân tích Thánh Tông. Đại không Mahasunata Sita thấy chư tỳ kheo sống với nhau trong chỗ cư ngụ đông đúc, Đức Phật bảo Ananda rằng vị tỳ kheo không nên thích cùng chúng sống, có bầu bạn sống một mình là lợi ích nhất cho vị tỳ kheo. Ngoài khuyến khích chư tỳ kheo nhìn dài như người bạn chân thành, người thường chỉ ra lỗi lầm của họ để giúp họ chỉnh đốn lại. Trên như hữu vị tàn ngụ khác bài pháp này là một bài tường trình về 20 phục tính thiên thường của Đức Phật như đã được Đại Đức Ananda sinh sáng. Kinh Bahula, Bahula Sutta, thì khi Bahula 160 tuổi, 160 tuổi sau khi đã sống 80 năm trong tăng đoàn của Đức Phật, gặp lại người bạn cũ ẩn sĩ Lợi Thể Kassapa. Ẩn sĩ Kassapa hỏi ông đã hành danh bao nhiêu lần trong suốt 80 năm qua. Bahula kể với bạn ông rằng những thuộc tính thiên thường mà ông có được thuộc như một A-la-hán, kể cả sự kiện rằng ông đã trở thành A-la-hán sau 7 ngày tích cực nỗ lực hết mình. Sau đó ông hoàn toàn dứt sạch mọi ế nhiễm trong tâm. Kinh Điều Ngự Địa, Kinh Điều Ngự Địa Danta Ubi Sutta. Trong bài kinh này, Đức Phật giải thích cho Sa Di rằng sao vương tử như vương tử như Jayasena con vua Bhishmara không thể hy vọng biết thấy chứng ngộ những pháp như thế này như nhất tâm và các tầng tiền sống giữa các dục thọ hữu các dục bị tư tưởng dục nha nghiến bị nhiệt nhãn dục tiêu đốt. Đức Phật chỉ ra sự khác nhau trong quan niệm của vị A La Hán và người bình thường, không có không được chỉ dạy ví dụ về con voi được thuần hóa và con voi hoang dại ở rừng. Kinh Bhumija, Bhumija Sutta. Bài kinh này được Đại Đức Bhumija viết cho cháu trai ông vương tử Jayasena để giải thích rằng sao quả vị sẽ có kết quả bằng cách thực hành mấy thánh đạo. Đức Phật khẳng định rằng chỉ nhờ theo chánh đạo, đó là bát thánh đạo và không phải đạo nào khác, quả vị sẽ chết. Đức Phật cho ví dụ về nỗ lực xuất dầu từ thép, bắt sữa từ bò, từ sừng bò, đánh nước để làm bơ và cỏ hay mảnh cây tươi và ướt để mồi lửa. Kinh Anu Vida Anu Vida Sutta. Bài kinh này được Đại Đức Anu Vida Sutta cho Banca Kanga, người thợ mộc, để giải thích sự khác nhau giữa vô lượng tâm giải thoát Anabana Abhamana Keto Vimuti, giải thoát nhờ thực hành thứ vô lượng tâm, và đại hành giải thoát Mahayata Keto Vimuti, giải thoát nhờ thiền Kasina. Kasina là một thiết bị được dùng để tập trung vào cho dễ định tâm. Kinh Tùy Phiền Não Ubaki Visa Sutta. Một thời Thế Tôn về Sơn Thanh Đi bởi vì cuộc tranh cãi những tỳ kheo thích tranh cãi đi đến tôn viên Kasina Vanta cho Đại Đức Anuruha, Đại Đức Nandiya và Đại Đức Kimila đang cư ngụ. Khi đó những tỳ kheo này bạch Đức Phật về hào quang và sự hiện khởi sắc pháp khác nhau mà họ nhận thấy trong quá trình thiền. Đức Phật dạy họ về tùy phiền não Ubaki Vesa mà chúng xuất hiện ở giai đoạn nào đó trong tiến trình thành thiền. Chúng nên được canh phòng mà đừng để bị lệch sang bởi những phiền não dối lừa. Kinh Thiền Ngu Palabandhi Ta Sutta. Bài kinh này được Đức Phật viết tại thành Savatthi về người ngu và cách cư xử đặc biệt của người ngu, để làm sao tư tưởng lời nói và hành động xấu của người ngu làm hại chính họ và những người khác, và về làm cảnh hoàn toàn thống khổ và đau đớn vô hạn trong những trạng thái như thế, làm sao đã không thể mô tả được. Một lần một kẻ ngu
đông các khách nên bị tạo điểm nhồi. Bài kinh cũng đề cập đến người trí và những tính cách của họ, tư tưởng, lời nói và việc làm chuyện của người trí, những thiện nghiệp của họ cho họ quả thị và nghiệp an lạc được chủ trong cảnh giới an lạc. Kinh Thiên Sư, đây là bài kinh về quả báo phát sanh do nghiệp xấu, cho nhiều chi tiết về khổ trong cảnh giới khốn khổ và bất hạnh. Phẩm phân biệt. Kinh Đức Giả Hiền Nhã. Kinh Đức Giả Hiền Nhã. Ba đề Karata Sutta. Bài kinh này là bài kinh về một tên hành thiền tốt mô tả chi tiết về thiền minh sát. Đức Phật tu tại chư trì khu không tu tầm quá khứ đã qua, không mơ ước tương lai chưa đến, nhưng nhận biết các pháp đang xảy ra trong hiện tại cùng một chút, không liên can vào và không dính mắc đến chung. Lạy người cho con xin được xả cái đại nghĩa này ra. Lạy người cho con xin điều gì cho đại nghĩa từ kẻ xấu tháng này. Lạy người cho con xin xả cái đại nghĩa từ ở cạnh mở này. Và lòng đất, nếu hành giả đắc ý con cứ như vậy, con cứ cứ như vậy liên tục trong một thời gian dài thì sẽ có đại nghĩa thành ra cái thứ gì. Giảm thiểu từ đại nghĩa thì có thể giúp cho những thân khó khăn sau khi diệu. Hạnh vì gói đầu sách, cuối sách lúc này cũng là đức hạnh mà chúng tôi đã tu tập rất nhiều năm trước đây. Do tâm hạnh, đức hạnh này mà chúng tôi thấy rõ mạnh mẽ trong đời sống ngày càng lớn chịu, ngày càng nhỏ nhiều, ngày càng nhiều tận. Nên tâm nhân hạnh thề cuối đầu, vì cuối sách mọi, người với tâm nhiễm, chim ngã quen hiền cung kính hương hoang. Nhờ tu tập thuần thục và an trú trong một tâm khoan hiền cung kính như vậy, kết hợp với chính trị của một tâm tự thân, thank you.
mình đã giải thoát, nhưng trên thực tế thì tâm vẫn chưa giải thoát. Tự tưởng sự cho rằng mình đã giải thoát, đây được gọi là trí tuệ sai lầm về tự thân. Trí tuệ thấy biết tâm linh thân, không đúng sự thật về tự thân, đây còn là tà trí. Tà trí là trí tuệ thấy biết sai lầm về những lậu hoặc, không thế trong nội tâm, lậu hoặc còn mà không thấy, không biết lại cho là không còn, lại cho là mình đã hết lậu hoặc, hết thanh tự, đó gọi là tà trí. Tự cho rằng mình đã giải thoát, nhưng thực tế thì không phải chưa được giải thoát, đây là tà giải thoát. Tà giải thoát là không thực sự giải thoát, lại tự là những giải thoát. Đã giải thoát, tâm thức vẫn nhấn nhằm tiếp tục thanh tự, mà lại tự rằng mình đã chấm dứt thanh tự, đó gọi là tà giải thoát. Tự rằng mình đã giải thoát, cho rằng mình đã giải thoát, tuyên bố với người đời mình đã giải thoát, nhưng trên thực tế tâm thức này không như mình đã chấm dứt thanh tự. Chữ lậu và chữ lậu và chữ hoặc có nhiều ý nghĩa, nhiều nghĩa trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, nên để cho dễ hiểu trong trường hợp này thì giả có thể liên hệ chữ lậu với danh từ buôn lậu hoặc chữ hoặc với danh từ mất hoặc. Buôn lậu tức là hoạt động hoặc động buôn bán trái phép qua mặt chính quyền, qua mặt nhà nước. Nhà nước và chính quyền không hay không biết những hoạt động trao đổi buôn bán này. Trong nội tâm, nhưng không biết những pháp bất thiện này trong trạng thái vi tế nhỏ nhiệm. Vì vậy, khi những hoạt động thô của các lậu hoặc trong tâm được đánh dị, được an tình, đến những hoạt động vi tế được